Thưa quý vị, sáng ngày 5 tháng 10, Đại hội Công đoàn tỉnh Tây Ninh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028 đã chính thức khai mạc với sự tham gia của 350 đại biểu. Tham dự phiên khai mạc có ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Về phía lãnh đạo tỉnh Tây Ninh có ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư tỉnh ủy, bà Nguyễn Đài Thi, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, tổ chức công đoàn tỉnh Tây Ninh đã có nhiều giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện nghị quyết đại hội chính công đoàn tỉnh Tây Ninh cũng như nghị quyết đại hội 12 công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Các chương trình kế hoạch được triển khai cụ thể, cán bộ công đoàn các cấp đã có nhiều nỗ lực trong việc nghiên cứu thực tiễn, nắm tình hình, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắt ở cơ sở. Qua đó đã tạo niềm tin cho đoàn viên, công nhân lao động đối với tổ chức công đoàn. Đại hội 10 Công đoàn tỉnh Tây Ninh với tinh thần, đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn tỉnh nhà. Những quyết định của đại hội thể hiện ý chí và nguyện vọng của các cấp công đoàn, của đoàn viên, người lao động, phấn đấu cùng Đảng bộ chính quyền và nhân dân toàn tỉnh thực hiện khát vọng vươn lên, tạo đột phá về kinh tế xã hội, đưa Tây Ninh trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030. Phát biểu khai mạc tại đại hội, ông Trần Lê Duy, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các đại biểu tham gia đại hội cần tập trung trí tuệ, trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung chương trình của đại hội, đóng góp xây dựng các quan kiện của đại hội. Đồng thời, bầu đúng, bầu đủ Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 10 và đoàn đại biểu dự Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam.